Xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và em sẽ giới thiệu các một chiếc xe carbon đến từ thương hiệu Ý Java Kiroshi. Đây là một mẫu xe đua full carbon. Tổng trọng lượng của chiếc xe này chỉ rơi vào tầm 7 đến 8 kg các bác nhé. Em search trên mạng thì là 7,4 tấn. Chiếc xe được trang bị bộ group của 105. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, em có tìm qua một trang web fanpage chính hãng của Java Việt Nam bác nhé, cũng nói về chiếc xe này. Đây chiếc xe có màu vàng đây, và thông số có ghi trên đây là 7,48 kg các bác nhé, carbon nano. Giá bán mới của tại thị trường Việt Nam là 30 triệu 29 triệu 900 đây. Vâng, và chiếc xe đợt này em về là màu tông màu đỏ đen, rất là hot. Em cũng mới review gần đây thôi những chiếc xe Java Kiroshi màu xanh và cũng có màu đỏ đen như này, và các bác gọi điện hỏi rất là nhiều. Cũng khung khí động học khung dẹp quá nhé, giúp gia tăng tốc độ cho các bác di chuyển. Những đường vân carbon, có thể nhìn rõ đây, những đường vân carbon này. Đây những vết bụi, có thể cạo đi được. Một xe ghi chữ carbon, những đường vân carbon bên cạnh chữ đây. Tương tự với Cao Yên thì cũng có vân carbon. Chiếc xe rất là nhẹ, chỉ tầm 7,5 tấn thôi. Những cái vân carbon rất là đẹp trên khung xe. Đây một mẫu ra Kiroshi, một mẫu xe đua chuyên nghiệp cho các bác sử dụng dòng xe đua màu lên đời, từ khung nhôm lên carbon rất là hợp lý. Càng carbon thôi nhé, nguyên zin của Java càng đẹp. Xe có size 50, lát em sẽ đo đứng ở ngang lại cho các bác xem. Xe này sẽ phù hợp với các bác từ 1m63 đến 1m75. Đường nghĩa trục rỗng của DK. Vâng, như các bác biết thì dòng Java này luôn nổi tiếng với phụ tùng DK. DK là một hãng chuyên làm phụ tùng cho độc quyền cho Java. Và đây là vành DK nguyên zin theo xe các bác nhé, nguyên zin theo xe, may ơ bạc đạn phối nổ, quay nhẹ, bánh quay rất là trơn, rất là lâu, được quay đẩy nhẹ tay thôi. Bạc đạn xe được trang bị cù đề 105. Và chiếc khung đây có chữ ký, chắc là đây chữ ký của nhà sản xuất, nhà thiết kế chiếc xe này. 11 tầng lip coi nhé, xích và lip thì còn rất là tốt. Gạt đĩa của 105. Phía bên trên đây thì yên nguyên zin của hãng DK. Một chiếc xe này xe nguyên zin luôn. Phốt ghi đông của nguyên bản của DK. Sử dụng một tay lắc cao cấp của Shimano 105, 11 tốc độ bên lip và 2 tốc độ bên đĩa cũng của 105. Cho xe 22 tốc độ cho các bác thay đổi.
Thì các bác hỏi nhiều bác rất là hỏi về số khung ở dưới dưới khung đây, thì chiếc xe cũng có số khung các bác nhá, số khung chính hãng của xe. Bộ khung rất là đẹp, khung của Jaguar Fiorosi. Xe được nâng cấp lên bộ lốp Continental, lốp hiệu các bác nhá, lốp này còn sử dụng rất là lâu nữa. Continental Ultra Sport 700x23C, lốp thông dụng của dòng xe đua, hoành của DK, Mayer DK luôn, Mayer bạc đạn. Còn bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đúng được xem. 50. Vâng, vâng. Xe có chiều cao không đúng là 50. Ngang là 53 các bác nhé. Chiều cao từ 1m63 đến 1m75. Đi vào chiếc xe này, mình sẽ vào test chuyển động. Với 1 tầng lip và củ đề 105. Lên lip. May ơi bạc đạn khối nổ. Lên lip. Tính lip. Đến tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng của DK. Gạt đĩa của 105 lên đĩa. Vâng, đây là khối lồng quay rất mạnh, từ rất là to. Bằng đạn khối lồng. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Jaguar Fiorosi, chiếc xe đua carbon đến từ thương hiệu của Ý. Xe được trang bị bộ chuyển động của 105 và may ơi bạc đạn khối lồng. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 16.900.000, miễn phí ship toàn quốc với bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi chia xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.